giám sát phải xuống sân cảnh cáo trực tiếp và ghi vào biên bản trận đấu về việc đội khiêng cáng sân câu lạc bộ Bình Dương gây cản trở trận đấu trong trận hòa 1-1 với Thanh Hóa chiều ngày 1 tháng 6. Nhiều lần trong trận, hai đội khiêng cáng của ban tổ chức trận Bình Dương Thanh Hóa chậm trễ khi làm nhiệm vụ. Tốc độ và thao tác của đội khiêng cáng, gồm các thành viên là cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Bình Dương, khiến khán giả và giám sát nóng mắt. Ngay khi đội khiêng cáng rời khu vực thi đấu, giám sát trận đấu Hoàng Ngọc Tuấn phải xuống sân để nhắc nhở, cảnh cáo ngay tại chỗ. Do vậy, tốc độ thực hiện nhiệm vụ của các thành viên khiêng cáng không mấy cải thiện. Ông Ngọc Tuấn cho biết sẽ ghi vào báo cáo trận đấu để ban tổ chức giải làm việc với ban tổ chức trận. Đây không phải lần đầu tiên đội khiêng cáng sân Bình Dương gây chuyện. Hồi tháng 6 năm 2020 khi Bình Dương tiếp câu lạc bộ Hà Nội, đội khiêng cáng đã xách cầu thủ Hà Nội quăng lên cáng. Đội khiêng cáng bị cầu thủ Hà Nội phản ứng mạnh khiến trọng tài phải can thiệp. Quay lại với trận đấu, câu lạc bộ Thanh Hóa liên tục ép sân đội chủ nhà từ đầu trận cho đến những phút cuối cùng để tìm chiến thắng. Để bảo toàn tỷ số 1-1, nhiều cầu thủ Bình Dương phải nằm sân do thể lực suy giảm, ngoài ra còn để làm giảm nhịp độ tấn công của đội khách. Trọng tài Trần Đình Thịnh liên tục phải ra hiệu cho đội khiêng cáng vào đưa cầu thủ Bình Dương ra ngoài. Việc này khiến các cầu thủ Thanh Hóa không thể tạo sức ép liên tục cũng như tổ chức tấn công liền mạch về phía đối thủ đang yếu dần. Nhiều khán giả Thanh Hóa đã phản đối cách làm việc của đội khiêng cáng ở sân Bình Dương. Họ phải chứng kiến đội bóng quê hương bị cầm chân 1-1 ở vòng 10. Bàn thắng của chủ nhà do công của tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường ghi từ chấm 11m, bàn gỡ của đội khách được Bruno thực hiện. Chỉ có một điểm trước đội áp chót bảng, câu lạc bộ Thanh Hóa, 22 điểm, xem như không đạt chỉ tiêu. Họ không thể gia tăng khoảng cách với nhóm phía sau gồm Công an Hà Nội, 18 điểm, và câu lạc bộ Hà Nội, 16 điểm, đội vừa thua 0-1 trên sân Pleiku vào chiều ngày 31 tháng 5. Sau 10 vòng, Thanh Hóa thắng 6, hòa 4 và chưa biết bại. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức giải thích lý do để Nguyễn Tiến Linh dự bị trong trận hòa 1-1 với đội đầu bảng Thanh Hóa ở vòng 10 V-League vào chiều ngày 1 tháng 6.